ráng giữ bệnh khỏe chứ sao. Mệt quá à. Dạ anh em đang cầu cầu an cho chú, cho khỏe mạnh mau hết bệnh. Mệt quá. Dạ thôi kệ chú yên tâm ngồi niệm Phật đi, đừng suy nghĩ gì hết, chú gắng niệm Phật là được rồi. Dạ mà chú không có sao đâu. Dạ cái mua sữa anh xua rồi cho Sáu uống đó để út. Dạ dạ sữa anh xua hộp á, khỏi quậy. Bệnh viện này uống quá xa, tại vì chú không ăn uống được mà. Bây giờ chú mua sữa anh xua mà loại anh xua hộp sẵn á. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể chư quý vị, thì hôm nay đồng đạo rất là quan tâm về vấn đề của chú Sáu Mung. Thì hôm cách đây 2 ngày thì Thành Hậu có qua để trao tịnh tài cho chú Sáu để sang lại một miếng đất, miếng đất đó để làm cái lò thiêu, cái tâm nguyện sau cùng của chú Sáu. Thì bữa đó Thành Hậu thấy rằng là chú Sáu rất là mệt quý vị. Chú ngồi chú chỉ có nói đôi lời để đáp từ cái mặt thường vương thôi, mà chú Sáu thấy rất là mệt mỏi. Và lúc nào chú Sáu cũng thở rất là mệt. Và sau đó thì Thành Hậu thấy chú như vậy, phải dẫn chú lên xe rồi chở chú về cái trại cách đó khoảng chừng 100m thôi. Và cho nên đối với chú Sáu, cái công việc thiện nguyện của chú Sáu đó, đối với Thành Hậu rất là ngưỡng mộ. Từ khi biết chú Sáu đến nay, với cái công hạnh rất là đặc biệt về vấn đề thứ nhất là chú Sáu không có riêng cho mình bất cứ cái gì. Đồ ta mai chú 5-6 bộ thì chú cũng phải cho bớt, chỉ còn lại 3 hoặc 2 bộ. Dạ. Rồi xe chú chạy cũng thế, là 5-6 chiếc xe luôn, là điều ta cho chú đó. Là chú chạy thấy ta không có xe, ai mà đến không có xe, than nghèo khổ gì đó, thì chú cho ta luôn. Đó. Với một cái tinh thần đạo đức xã kỷ dị tha. Qua một điều nữa là về vấn đề làm cái công tác thiện nguyện của chú, là vừa chạy hòm nè, rồi nhà thuốc nam, mà nhà thuốc nam là hai chú quản lý hai cái nhà thuốc nam, một là ở Hòa An, thứ hai là ở tại Định Yên, cầu Gạch Giác đó. Đó, rồi nhà thuốc, hai cái nhà thuốc, rồi trong đó là nhân viên cũng rất là đông để theo tiếp chú. Rồi thêm một điều nữa là về vấn đề cái cơ sở chạy hòm từ thiện, đóng hòm cho bà con hộ khó khăn. Rồi ai không có chỗ chôn thì chú cho chôn luôn, là có cái nghĩa trang từ thiện. Nhưng mà tâm nguyện cuối cùng là đặc biệt hơn, là chú nói phải có cái lò thiêu, để một số của bác bà con nhiều khi muốn thiêu và đem cốt về nhà hay gì đó, không có chỗ chôn rồi ta muốn đem về nhà thì chú thực hiện theo. Như vậy thì đối với cái tinh thần lo giúp tất cả mọi người, đối với người tín đồ giáo Hòa Hảo, ít có đồng đạo nào mà có thể thực hiện nhiều cái chương trình được như chú như vậy, mà thành công rất là đẹp. Về vấn đề mọi người, vừa nhân viên đến đó làm cũng rất là vui vẻ hài hòa với bà con. Rồi đối với cái tinh thần của chú là cũng luôn luôn lúc nào, cho dù chú bệnh mệt vậy đó quý vị, mà khách đến thì chú vẫn đi bắt mạch bình thường. Tại vì những cái điểm mà của chú Sáu, Thành Hậu rất là thán phục, cho nên Thành Hậu rất là ủng hộ cho chú Sáu. Tất cả những cái lương y, nhà thuốc, người ta làm có giờ có giấc, tức là đúng giờ đúng giấc mới làm, còn không thì người ta không có làm. Còn đối với cái nhà thuốc của chú Sáu Mung đó, là nếu bà con nào đến là chú không phun, không có nghỉ trưa, mà có những khi bà con đến 7-8 giờ tối thì chú vẫn bấm nguyệt, có nhân viên bấm nguyệt, lương y bấm nguyệt, rồi chú vẫn hút thuốc bình thường, bốc hút thuốc,
chứ không có nói giờ này nghỉ ngơi hay hoặc là giờ kia nghỉ ngơi. Đó là một cái điều mà làm cho Phật hậu hết sức ngưỡng mộ tinh thần của chú. Tại vì con người ai cũng quý trọng sức khỏe. Tất cả mọi điều mình làm đây đó là chủ yếu mình để cho sức khỏe mình mạnh thôi. Ví dụ người ta không dám ăn chay, người ta sợ đau, cũng muốn cho sức khỏe mạnh. Người ta không muốn làm quá sức để duy trì cái sức khỏe lại thì cũng muốn cho sức khỏe nó mạnh để cho sống lâu. Đó. Rồi ta muốn cho cái gì cũng là sức khỏe mà nó tốt hết. Chạy xe hay hoặc là tất cả mọi thứ gì cũng vậy, mình muốn cái gì cũng tốt, cái gì cũng ngon để cho bồi dưỡng cái sức khỏe mình. Và có những khi người ta làm những cái điều rất là tội lỗi, cũng muốn mục đích là cho sức khỏe mình được mạnh khỏe. Vậy thì đối với cái tinh thần của chú Sáu Mâm là quý vị mình thấy đó, luôn luôn lúc nào cũng vì bà con hơn là vì mình. Cái đợt trước đó quý vị, cái đợt trước lúc mà chưa phát hiện ra là chú bị tràn dịch phổi đó, thì chú bắt mạch 3 người nữa xong rồi đó, chú quá mệt là xe cấp cứu lại đó, nhưng mà chú phải leo xuống để bắt mạch 3 người rồi để lại biên cái to thuốc lại cho nhân viên để bóc thuốc. Quý vị mình thấy, chứ nếu mà thật ra thành hậu đi rài đây mai đó rất là nhiều nơi thì ít có người lương y nào mà được như chú Sáu. Cho nên đối với tinh thần của chú Sáu đã làm đúng theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy. Đức Thầy nói hãy ráng sức thi hành sẽ có Thầy ủng hộ. Thì luôn luôn lúc nào tất cả những vị vô hình cũng gia trì hộ độ, nhưng mà về cái nghiệp của chú Sáu, chứ không phải mình ở đây mình nói sao không làm phước quá mà sao không bệnh hay hoặc là gì đó mà sao không đau này kia. Thì thưa quý vị, đối với cái người cái nghiệp á thì cũng phải gánh, bất cứ là mình như thế nào, gọi là dầu ẩn nơi cùng có thâm sơn mà chẳng trốn lánh tử thần chỗ khỏi. Đến đổi mình chứng ngũ thông cũng như ba anh em Phạm Chí đó, một người thì trốn hư không, một người thì chung vô đá, một người lặn xuống biển đó, một người thì chén vào chợ đông, bốn anh em đó, tức là nhưng mà cuối đời nó hết cái duyên rồi thì cũng phải chết. Vậy thì do cái bệnh hoạn này thì do cái nghiệp của chú Sáu phải gánh mang, nhưng mà đối với cái tinh thần đạo đức của chú Sáu nó thực thi đúng theo một cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, một cái tín đồ Hoan Đạo, để luôn luôn lúc nào vì mọi người hơn là vì mình. Đó là cái điều thành hậu rất là ngưỡng mộ. Thì hôm nay thành hậu sẽ đôi điều chia sẻ với quý vị, là đối với cái tình hình hiện tại sức khỏe chú Sáu, thành hậu sẽ sau khi dứt lời thì cũng xin cầu chúc cho toàn thể cô bác chúng ta luôn luôn được bình an sức khỏe. Và thành hậu sẽ điện trực tiếp để cho quý vị mình sẽ gặp chú Sáu. Tại vì cách đây 2 ngày là chú Sáu đến bệnh viện Hạnh Phúc nằm được 1 ngày, nhưng mà chú Sáu về cái tình hình là cái vấn đề cái bệnh của chú Sáu nó rất là nặng, diễn biến rất là xấu. Chú Sáu sốt là sáng đêm và ban ngày là chú Sáu co giật, và co giật là không biết gì hết. Chú Sáu là rất là nặng, vừa khỏe lại là người nhà sẽ làm thủ tục để chuyển chú Sáu lên tuyến trên, tức là phải chuyển ra Phạm Ngọc Thạch, là một cái bệnh viện chuyên về trị phổi. Thì chú là cái bệnh của chú là tràn dịch phổi. Vậy thì hôm nay thành hậu và quý vị sẽ điện lại cho chú Sáu để mình biết thêm thông tin về vấn đề dịch, cái vấn đề mà cái tràn dịch phổi đó và nó diễn biến ra sao, và sức khỏe của chú Sáu nó như thế nào. Hiện nay thì hai người đang nuôi chú Sáu ở trên cái bệnh viện đó và một tập thì mời quý vị mình cùng với chúng tôi gán dưỡng bệnh khỏe chú Sáu. Mệt quá không? Dạ anh em đang cầu an cho chú cho khỏe mạnh mau hết bệnh. Mệt quá. Dạ thôi kệ, chú yên tâm ngồi niệm Phật đi, đừng suy nghĩ gì hết, chú gắng niệm Phật là được rồi. Thầy đỡ đỡ. Dạ mà chú không có sao đâu. Dạ cái mua sữa anh xua rồi cho Sáu uống đó, để uống. Dạ dạ sữa anh xua hộp á, khỏi quậy.
bệnh cái này uống quá xa. Tại chú không ăn uống được mà. Bây giờ chú mua sữa anh xua mà loại anh xua hộp sẵn á. Xuống căng tin á mua hộp sẵn là chú nút uống rồi là khỏi ăn gì hết á. Nó rất là tốt cho cái sức khỏe. Ba vậy người này. Dạ. Dạ. Này ở hạnh phúc nó giật không? Giật đứng đâu đi. Giật luôn hả? Giật cầm luôn hả Tàn ơi. Bỏ hai đứa đi luôn. Bởi vậy. Tội nghiệp chú à. Cái chú tâm nguyện chú chưa tròn chưa đi được đâu. Ra đây chắc chừng nào nằm chừng nào khỏe mấy chị con ha. Dạ vậy đi chú ơi, nằm chừng nào khỏe được rồi. Qua chừng nào hết rồi kêu mấy đứa đó. Dạ. Ra này là. Dạ. Kể như gán lo cho hết bệnh chú còn là còn tất cả. Chú có gì rồi là mất tất cả luôn. Dạ. Cái thôi kệ gắng chú, quan trọng là sức khỏe, chú còn khỏe mạnh đó. Chú lo cho cả triệu người. À, chú lo rất là nhiều người. Làm xong rồi chưa? Đấy chị nào chị đưa qua cái giá. Dạ, dán cũng còn thiếu mà có gì thì tại chú không có nghỉ ngơi, chứ chú mà nghỉ ngơi được là chú cũng khỏe nữa. Chú không có nghỉ, chú suốt luôn mà hai cái nhà thuốc chạy lên chạy xuống. Gọi là lao canh lao lực luôn, mà vừa bị phổi nữa nó yếu. Dạ dạ rồi chú nằm nghỉ đi. Chú nằm nghỉ đi. Dạ dạ dạ. Nằm xuống đi. Dạ. Rồi mấy anh em ở ngoài ráng lo cho chú Sáu nghe. Kêu đi mua sữa cho chú uống đi. Ổng giật ổng mà tay chân bị cắt cái cổ hồi giờ. Rồi. Thấy như vậy rồi mới kêu ông tay giống không chịu đi. Thằng ơi kia nọ, mấy anh lo, kia nọ cho.